Tối ngày 10 tháng 5, tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 2 gồm ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đỗ Đức Hiển và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đã tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Minh Hùng, phường 2 đặt vấn đề về tình trạng giá vàng tăng cao đột biến. Ông đề nghị nhà nước cần có giải pháp nhằm quản lý và kiểm soát giá vàng hiệu quả. Theo ông Hùng, vừa qua nhà nước đã tổ chức xong các phiên đấu giá nhưng cứ sau mỗi phiên đấu giá thì giá vàng lại nhảy múa, giá đã lên mức hơn 92 triệu đồng một lượng. Cử tri đề nghị tại kỳ họp thứ 7 tới đây cần có chất vấn đối với ngân hàng nhà nước về trách nhiệm quản lý và phương hướng nhằm đảm bảo ổn định giá vàng. Đồng quan điểm, cử tri Hồ Bửu Nhật, phường 5 cũng băn khoăn lo ngại trước tình trạng giá vàng tăng cao hiện nay. Theo ông, giá vàng trong nước đang chênh lệch khá cao so với thế giới. Cử tri đề nghị cần kiểm soát lại giá vàng, triển khai nhiều biện pháp như chống khai thác vàng lậu ở Tây Nguyên và biên giới phía Bắc hoặc cho tư nhân nhập khẩu vàng, vân vân. Trả lời ý kiến cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển và đại biểu Trần Kim Yến cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến của cử tri để kiến nghị đến các bộ ngành cơ quan liên quan vào cuộc và sớm có điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng phản ánh tình trạng quy hoạch bán đảo Thanh Đa kéo dài đã hơn 30 năm, khiến cuộc sống người dân khó khăn, kiến nghị chính quyền địa phương có giải pháp giải quyết.